Hello nha, xin chào anh em nha. Chào hơn 20.000 người đang theo dõi. Thì mình là Thắng đây. Thì hôm nay lại tiếp tục khoe với anh em nha. Khoe với anh em là đây là chiếc thanh kiếm katana của mình tự chạy ra nha. Cực chất luôn. Mình làm hẳn hai cái lần. Đó. Thì lâu rồi một thời gian là không bảo dưỡng cái phần mài lợi, bây giờ nó bị dẹt, thấy chưa? Bây giờ nó dẹt màu nâu nâu này, thấy chưa? Nó dẹt đấy rồi đấy, dẹt thì trông sẽ xấu hơn. Nếu giờ phải muốn cho nó sáng lại thì phải dùng máy để mài lại và bôi dầu vào thì nó sẽ không bị như thế này nữa đó. Và làm cái này thì mất khoảng tầm 1 tiếng là xong, à 30 phút, 30 phút là làm xong cái kiểu này nha, kiểu này đó. Cái cạn là dùng phi 27, phi sắt 27 đó, cạn là dùng phi sắt. Đằng sau cái sắt này là dùng cái nút 27, đầu bị sắt 27 đó. Còn đây là cái miệng sắt này cắt ra hàn vào đây, rồi cái lưỡi kiếm thì hàn vào đây luôn, xong đó, cắt nhanh. Mục đích của mình chế tạo ra cái kiếm này để làm gì? Thế anh em, chế ra cái kiếm này là để cho vui, để cho anh em xem video giải trí vậy đó, xem video giải trí để mình quay video ngắn, video short đấy đó. Chứ không phải mình không hề làm ra có ý định là đi làm gì hết, đi không phải dùng cái để quỳnh nhau hay gì, chỉ làm là để giải trí, chỉ làm giải trí và để trưng để có video cho mọi người xem thôi nha. Đó. Thấy chưa? Anh em nhớ đăng ký kênh cho mình nha.